Review cả thế giới, lần đầu thử đặc sản khô cá lóc miền Tây. Phải nói là khô cá lóc này cực kỳ là ngon luôn, dai nhẹ và có độ mặn vừa phải. Ăn cùng với xoài xanh hoặc là cóc, chấm với một tí tương ớt hay nước mắm cay là hết bài. Khô cá này thì mình mua ở tiệm khô uy tín, bên này thì có nhiều vị cho bạn lựa chọn, ăn quá là ngon luôn. Giỏ hàng ở góc trái nha. Review cả thế giới, sữa chuối Thái Lan trong một hơi. Công nhận là thơm mùi chuối và rất ngon.